Dạ, cho phép tiệm sách cho phát gửi lời chào tới quý bà con cô bác nha. Thì hôm nay xin giới thiệu tới bà con cô bác mình một cái mẫu than năng đồ ăn. Than năng đồ ăn này tiệm sách thiết kế một cái chuồng cabin bằng inox 304, có hai cửa mở và trên cửa tiệm sách có thiết kế đối trọng giúp việc nâng hạ mở cửa được nhẹ nhàng. Trên than này tiệm sách thiết kế nhiều bộ phận khá là hiện đại nha, giống như là hành trình cửa. Khi cửa mở ra thì than không hoạt động, khi đóng hết cửa lại thì than nó mới chạy nha mọi người. Và đặc biệt là động cơ sử dụng cho việc kéo hạ than hàng thì sử dụng động cơ Nhật, hộp số Nhật, điện 3 pha, chạy rất là êm nha mọi người. Than tiệm sắt có thiết kế thêm bộ phận chốt khóa khẩn cấp khi đứt cáp. Trong trường hợp đứt cáp thì cái than hàng nó sẽ bung chốt khóa ra và giữ cho cái cabin không bị tuột. Và dưới đáy của cabin thì tiệm sắt có thiết kế thêm một phần chống chạm đáy, khi gặp vật cản thì than hàng sẽ dừng ngay lập tức. Thì khi mình lấy vật cản ra thì trong vòng 3 giây than sẽ hoạt động lại như lệnh gọi ban đầu nha mọi người. Mọi người có cần tư vấn liên hệ đặt hàng tiệm sắt cho phát có ghim số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha.